Thúy Nga đổi nghề sau khi thất nghiệp suốt 2 năm, kiếm thêm thu nhập theo cách không ai ngờ đến. Dịch bệnh khiến Thúy Nga không thể đi diễn, đó cũng là lý do nữ danh hài phải cố gắng kiếm thêm bằng nghề nghiệp khác. Vừa qua cô đã tiết lộ công việc hiện tại của mình. Thúy Nga vốn là danh hài đình đám ở hải ngoại, tần suất đi show dày đặc mang đến cho cô thu nhập khổng lồ. Nổi tiếng là vậy, nhưng Thúy Nga không tránh được việc bị ảnh hưởng đến dịch bệnh. 2 năm vì Covid-19 hoành hành, nữ danh hài không thể đi show, cũng chẳng tham gia được bất cứ dự án mới nào. Công việc trì trệ khiến kinh tế của Thúy Nga cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống phần nào đỡ buồn chán khi không có show, Thúy Nga đã thử sức ở một lĩnh vực mới. Vừa qua, nữ danh hài bật mí công việc mình đang làm ở hiện tại. Được biết, Thúy Nga hiện đang làm bầu xây dựng, giám sát một công trình. Khán giả không khỏi bất ngờ khi nó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nghệ thuật như cô vẫn làm bấy lâu nay. Trên trang cá nhân, Thúy Nga hào hứng khoe, đây là nghề mới của tôi, 2 năm chị Covid hoành hành đã biến thể em trở thành đa năng. Đa nghề luôn ả bà con. Chưa bao giờ em suy nghĩ trên đất Mỹ, em chính thức nối nghiệp gia mình là làm nhà thầu xây dựng. Xong công trình hãy chấm điểm cho gu thẩm mỹ, thiết kế trang trí của Nga có tinh tế không nha? Dạo này bạn trai mình đông nha, toàn anh Mỹ. Nhiều khán giả bất ngờ với quyết định táo bạo của Thúy Nga, tuy nhiên đa số đều dành lời khen ngợi cho khả năng ứng biến đa di năng của nữ danh hài. Không phải ai cũng có thể làm thầu xây dựng, đặc biệt là phái yếu. Không chỉ Thúy Nga mà rất nhiều nghệ sĩ cũng lao đao vì dịch bệnh trong 2 năm qua. Ở hải ngoại, show diễn chỉ mới bắt đầu trở lại, trong khi đó tại Việt Nam, các sân khấu, nhà hát đã phải đóng băng thời gian dài. Ảnh hưởng của Covid-19 là vô cùng nặng nề. Để có thể duy trì được thu nhập, một số nghệ sĩ phải tìm đến nghề tay trái. Đây là điều bất đắc dĩ, nhưng họ cũng không còn cách nào khác giữa bối cảnh này.